只要让人民做主的时候，我们这国家它就有一个强大的自我修复的，不管什么事情在那个民主的机器里面运转的时候，都会出现最好的结果，这是我们的信仰。但是你在英国身上，你会发现最老牌的民主国家，今天所有的民主思想、民主的训练，尤其是一个内部的原型就是英国。总统制的原型呢，虽然是美国，可是呢，美国终究是英国的。有人。那民主本身，当一个国家衰落到某种程度的时候，他也不管用。lúc này, 他甚至会倒向民主。tôi đang ở trong phòng và muốn kiếm chuyện để kể, để có việc, để kể chuyện thì phải tìm ý tưởng. Câu chuyện là trời rất oi bức, tôi sẽ đi tắm mát, sau đó sẽ đạp xe đạp rảo quanh một vòng kiếm cái gì đó bỏ vô bao tử. Đặc biệt là dùng cái điện thoại ghi cảnh đường phố để có câu chuyện kể. Bây giờ thì tôi ra nhà sau dội nước để rồi đạp xe đi lầm vòng để có câu chuyện buổi quá trưa. Hai, lúc này tôi đã ra sau nhà. Dội nước, tắm mát, để rồi đạp xe đi dạo phố. Kích thích da đầu để khiếu huyết nội thân lên làm từ bộ óc. Tôi chỉ tắm mát không cần xà bông. Làm lạnh tiết trời rất là oi bức. Mỗi lần ra ngoài khi trời nóng thì tôi thường ra sau nhà dội nước. Như vậy là mát mẻ. Cuộc sống của tôi là tìm ý tưởng rồi tạo hình, tự ghi hình
kể chuyện, mọi hành động, mọi hành vi tôi đều dùng hình ảnh để ghi lại. Bây giờ là về phòng bận đồ, đeo mát, đi dạo phố. Tôi đã về phòng.从伊丽莎白一世到伊丽莎白二世，伊丽莎白一世发生什么事？就是英国打败了西班牙的帝国，就是在伊丽莎白一世。去了这个英国的国际大循环的地方，从伊丽莎白一世到伊丽莎白二世，那小循环呢，就是你看，你看伊丽莎白二世，他从丘吉尔开始到特拉斯结束，丘吉尔呢代表了英国最后一个比较强势的国际政治人物，但是特拉斯不行，特拉斯。这个英国女王怎么样？沃伊市长把那个太跟马丽这个传说当中的死亡之握一样。那英国女王本来看起来前一天都还好好的，她当然是有病的，有啦，这个撑着拐杖，而且呢满脸笑容，穿戴撑到最后一刻就出来见特拉斯。啊，到了特拉斯的时候，特拉斯不只是仓促就任，带着很强烈的凝聚的气息，而且定级有准备去把英国的眼前的危机呢先度过。特拉斯的手里面大概会出现很多他不愿意见到的英国的末日。第二题，我们现在来看的就是呢，我们刚刚这个把những thứ cần thiết vô túi，就是英国是最老牌的民主国家，其实就连美国，他当初所设计的总统制当中，检查是有英国在影响的，所以为什么要有个总统？那个总统基本上想象当中就是美国的英国王，就是美国的国王。大麦，然后后来他在执行上面并没有。Sỏ đôi dài cầm theo cái điện thoại. Lấy cái dao hướng đạo, với cái khăn, kiếm cái nón. Cái mắt kiến nhìn xa, mang theo một lon bia. Bia để uống khi ăn. Xong rảo một vòng là tôi sẽ có
câu chuyện kể buổi quá trưa. Vỗ lại theo thói quen. Đem theo cái phone dự phòng. Vậy là được rồi. Bây giờ là tôi khởi hành. Để đi học cho. Hả? Gì cũng. Để đi học hả? Nửa chiều. Không có, cũng quay mình. Bây giờ cũng đi ra ngoài kiếm cái gì ăn á. Trời ơi, tao đưa cơm cho bà chưa? Đưa cơm rồi, nhưng mà bây giờ tao muốn có story ở ngoài đường á. Tao qua bên Trần Hưng Đạo, tao ăn tô cháo nha. Trời ơi, tại sao vậy cũng? Tao ăn tô cháo để có chuyện, có chuyện kể. Tại sao mà vậy? Phải ráng mà nuốt vô. Ủa, để... kỳ ở người cho đi học tại sao mà đừng có khóa cửa nha, bà bá về liền à, ăn xong con đi mà sao bà bá cầm theo chìa khóa đi, lên đưa cho chìa khóa nè. Thôi chìa khóa chi nữa vậy, sao mẹ nói để bà vô nhà chứ chi, để trên cái tủ cầm theo bỏ túi đi rồi cũng được. Trời ơi, mẹ nói làm chi vậy? Thôi thôi đóng cái cửa đó mà khỏi phải khóa cũng được rồi Hoàng. Thôi đóng cái cửa bà bá. Tôi đã ra đường Nguyễn Trãi. Đây là đường Nguyễn Trãi buổi quá trưa. Hôm nay trời ui ui. Trời nhiều mây. Tiết trời dần vũ. Quần áo, giày dép giảm sốc đến 50%, bớt đến 50%. Bây giờ thì tôi sẽ đạp xe đến đường Nguyễn Biểu, rồi ra đường Trần Hưng Đạo kiếm chỗ bán cháo lòng. Xe bánh mì. Đây là cà phê 24/24. Chỗ sửa xe gắn máy. Ở đây tiệm sửa xe gắn máy rất đắt. Người ta bán mía. Buổi trưa người ta đẩy hàng lại nghỉ. Đi ngang chỗ bán đồ nội y phụ nữ. Đèn đỏ mọi người dừng lại. Tôi quẹo vào đường Nguyễn Biểu. Đây là đường Nguyễn Biểu. Con đường rất là quen thuộc. Dọc theo lề đường có bán đủ thứ đồ. Gà nướng, bánh ngọt, nước mát, nước uống, dừa. Tôi đang đạp xe lai rai trên đường Nguyễn Biểu, Hội Cờ. Thank you.
tôi đi ngang đường Phan Văn Trị, tiệm bánh ngọt. Vừa đạp xe, vừa ghi hình, vừa kể chuyện. Gọi là đi dạo phố, đi tìm cảnh sắc, ghi hình, bán giấy số, bán đồ linh tinh. Đi thẳng sẽ qua cầu Chữ Y, quận 8. Ở đây có cây xăng rất là lâu đời. Tôi đã đến đường Trần Hưng Đạo, quẹo phải đi kiếm cháo lòng. Đường Trần Hưng Đạo buổi quá trưa, Công Quy làm ảnh, thay đổi kinh doanh. Ở đây người ta gắn những cái quạt, như vậy là trời có gió, có gió thì quạt mới quay. Chỗ này bán nước sinh tố, trà trái cây. Đây là nước ép sinh tố trái cây. Gió làm cho quạt quay dù dù. Sinh tố 100% là nguyên chất. Trái cây trồng theo kiểu organic nha, không có phân hóa học. Buổi trưa vắng vẻ. Quán mì. À, bữa nay có bán rồi. Tôi ghé vào để coi có cái gì ăn. À, không có. À, có. Đây là đường Trần Đạo, ghé vào đây để kiếm cái gì ăn. Cháo huyết. Ở đây có cháo huyết. Tôi đã đến chỗ bán cháo huyết. Cho cái ly đá uống bia nha. Không có lại nha. À, lâu lâu. Không có lại thường. Đây. Gỡ mét ra. Lấy để cái này. Lấy ống hút không? Hả? Lấy ống hút không? Cho cái ống hút đi. Để ở. Rồi, cảm ơn. Bỏ cái nón vô. Rồi cái máy qua bên đây sáng một chút. Thấy tỏi nha. Đây. Tôi rất thích ăn tỏi.
chanh khô eo, không có nước, lấy hai miếng là tương, tương chấm với giò viên. Chopstick, hand spoon, cùi bia, đây là tô cháo có dầu trà quậy, có huyết, có giò viên, bây giờ là rửa lưỡi, rửa lưỡi. Rửa lưỡi nha, lấy bia rửa lưỡi. Nè, dầu trà quậy nè, ăn với tỏi. Giò viên, tương ớt, tôi đang có mặt ở xe bán cháo huyết trên đường Trần Hưng Đạo. Đến đây ăn tô cháo, ăn được cải thiện. Huyết heo, huyết heo ở đây ngon hơn huyết heo ở Mỹ. Garlic, tỏi, dầu trà quậy. Cháo nấu loãng rất là ngon. Đây là tô cháo huyết. Tôi đang ghé vào một cái đường hẻm. Ở đây có xe bán mỡ bò buổi sáng, cháo huyết, bò viên,
giáo sư. Trước mặt là đường Tận Đạo. Tận Đạo đi xuống hướng Chợ Lớn. Những buổi trưa thì tôi thích ghé vào đây để ăn cháo, uống bia và tự ghi hình để làm ra story, làm ra câu chuyện. Bữa nay thấy ở đây cái nhà thờ mở cửa. Đây là một cái nhà thờ. Hôm nay làm lễ gì mở nhà cửa đó. Hả? Nhà mồ. Nhà mồ bữa nay làm lễ gì vậy cho chị? À. Bữa nay đám giỗ. Đây là nhà mồ. Bữa nay làm đám giỗ. Đó, thấy hai cái nhà mồ người ta đốt vàng bạc. Đạo Chúa. Trên đường khi gặp sự kiện thì tôi dùng cái phone ghi hình và dùng những cái đoạn ghi hình để ghép lại và làm ra story. Bây giờ trở lại ăn tiếp tô cháo của mình. Wow, có da heo nữa. Có giò viên. Có ginger, có gừng. Có dầu ca phải. Có da heo. Vừa ăn vừa uống bia Sài Gòn. Đây là huyết heo. Huyết heo chấm với tương ớt. Dầu cá quẩy. Ăn với gà lịt tỏi. Da heo. Tôi thích tỏi, ớt, tương.
xem theo cái khăn lau miệng. Chợ Duyên. Da heo. Chợ Duyên, da heo, huyết, dầu cha quẩy. Ăn đủ no. Vừa ăn vừa cho cái điện thoại hay di chuyển. Trên đường Trần Hưng Đạo. Dò Duyên. Ăn dò Duyên nhậu bia là đúng điệu. Ghé vào đường hẻm trên đường Trần Hưng Đạo để ăn tô cháo huyết. Uống lon bia Sài Gòn. Chiều thú vị. Và tôi có hình ảnh dễ tự khắp trời. Tự ghi lại. Đâu rồi. Về ghép nói lại là tôi có story. Là người thích kể chuyện. Do đó lúc nào tôi cũng thích dạo phố rảo vòng vòng để tự ghi hình có chuyện kể. Xong. Bây giờ là trả tiền. Hai mươi ba ngàn. Đây nè. Đó. Tính ra chút nè cho nó thấy đầy đủ. 23 ngàn. Giấy 100 à. Bạn bè quốc tế coi đấy nha. Có lại ý sao 76 23 hả? Có lại 7 ngàn. Có lại 7 ngàn. Bây giờ có liên nước đá đó phải không? Đúng
thôi mà. Đây là cái xe có dầu cha phẩy nè, thấy không, đủ thứ hết. Bây giờ thì tôi đi về. Đây là đường hẻm nơi có bán cháo huyết. Bên ngoài là đường Trần Hưng Đạo. Những cây dầu ở đây rất là cao to, tàn lá rộng. Những người ăn cháo huyết thì ngồi vào bàn. Ở đây có một cái nhà mồ đạo Thiên Chúa. Hôm nay ở đây người ta cúng giỗ. Bạn thấy kiến trúc của nhà mồ rất là uy nghi. Đi thẳng ra là đường Trần Hưng Đạo. Ở đây bạn có thể ghé vào ăn cháo quý yết hay là ăn phở, giò viên, đủ thứ. Rất ngon. Uống nước dừa. Phở bò 474. Dễ nhớ nha. 2 số 4 kẹp số 7. Ở đây là Trang Hy. Chè ngon, sáng tạo. Cơ sở 42. Bán chè. Đường Trần Hưng Đạo buổi trưa. Hướng này đi vào chợ lớn. Đường bên kia thì hướng đó đi về Sài Gòn. Tiếng xe emergency chở bệnh nhân đến bệnh viện. Bây giờ thì tôi sẽ đi về. Ở đây có sán then nè, sán then viết chữ giản thể, tức là của người Trung Quốc vậy. Nếu mà sán then viết theo kiểu phồn thể là của người Đài Loan, Hồng Kông hay là của Hoa Kiều.
bám vào đây leo lên. Và trường mẫu giáo, cổng trường sạch đẹp an toàn. Trường mẫu giáo Mai Anh, trường mẫu giáo Mai Anh, bạn thấy kiến trúc rất cao. Đây là những cây dầu mới bắt đầu trồng. Tôi đang ở trên đường Trần Hưng Đạo, ngã tư Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng. Ở bên đường những cái sạp trung thu thì người ta bắt đầu tháo dọn qua rằm rồi. Đèn xanh, xe bắt đầu chạy. Bây giờ tôi sẽ quẹo phải vào đường Trần Bình Trọng để về nhà. Bạn thấy mấy chỗ bày bán bánh trung thu bắt đầu thu dọn. Thu dọn hết rồi. Đây là cửa nhà mồ Trương Vĩnh Ký, trổ ra ở đường Trần Bình Trọng. Ủy ban Nhân dân phường 2 quận 5, ủy ban nơi tôi ở. Những cái bích họa dòng xe trên đường Trần Bình Trọng. Đạp thẳng thì tôi sẽ đến đường Nguyễn Trãi. Quẹo phải thì tôi sẽ đi hướng về nhà. Trần Bình Trọng là đường Nam Bắc, là đường ngang. Trần Hưng Đạo là đường Đông Tây, là đường dọc. Đây có những cái tiệm gì đây? Có rất nhiều những tiệm Tân Thành Công massage. Massage đó là xo bóp. Người miền Nam mình gọi là đấm bóp. Lề đường Trần Hưng Đạo có rất nhiều những cái xe bán đồ ăn. Nói chung đồ ăn ở đây thì rất rẻ. Một tô hủ tiếu sườn giò 20-25 ngàn. Có nghĩa là ăn tới no luôn. Tôi đi ngang nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Tôi sẽ đảo vào đây đi một vòng. Đây là nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán.
buổi quá trưa. Lúc này trường tiểu học Trần Bình Trọng học lại. Tháp chuông nhà thờ cao vút in bóng trên nền trời lớt phớt những áng mây trắng. Tượng Đức Mẹ Maria. Trường tiểu học Trần Bình Trọng, khu A. Buổi trưa ở đây rất là mát, nhờ có những cây cao tàn lá rộng. Hai bên là trường tiểu học Trần Bình Trọng, khu A và khu B. Tượng Đức Mẹ Maria. Tượng này mới làm. Nhiều người vào đây cầu nguyện. Tôi đang có mặt trong nhà thờ họ Đạo Chợ Quán. Lúc này là buổi quá trưa, tiết trời yên vắng. Tượng Đức Mẹ Maria, nơi để mọi người đến cầu nguyện. Nơi đây cũng là sân chơi của hai cái trường tiểu học Trần Bình Trọng A và B. Tập thể dục thì ra bên ngoài. Cởi này ra thấy mặt mũi. Ở đây trồng rất nhiều những cây bông giấy. Cửa của nhà thờ thông ra đường Trần Bình Trọng. Nhà tôi ở gần cái nhà thờ này. Buổi quá trưa. Vừa đi vừa ghi hình. Các em nhỏ tập luyện thể dục, thể thao.
cho chạy bộ quay vòng. Tượng Đức Mẹ Maria, nơi mọi người đến cầu nguyện. Hồi xưa thì mấy phần này là cỏ, sau này sửa lại ráng hắc ín, thành ra là một cái sân tập rất tốt, sân chơi rất tốt cho các em học sinh trường tiểu học Trần Bình Trọng. Những cây ở đây rất là to. Bạn thấy hai cây dầu cao rất là to. Những cây dầu rất là to. Chúng ta ôm cũng không hết. Ôm nó cũng các em học sinh tập hợp lại. Bây giờ thì tôi tôi đến tượng Đức Mẹ Maria. Đến đây để chụp vài tấm hình. Bây giờ thì đi về. Chào. Tôi đang ở trong nhà thờ họ đạo Chợ Quán. Lúc này thì tôi có ý định là sẽ đạp xe về nhà. Cửa trấn, cửa lớn đóng lại, thành ra tôi sẽ đi qua cửa hông. Quẹo phải, đi thẳng tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi. Ở đây có rất nhiều những cái trạm y tế về mắt, về sản phụ. Đặt tới nữa thì tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi.
Ở đây có rất nhiều tiệm sửa xe gắn máy. Quẹo phải, tôi sẽ vào đường Nguyễn Trãi. Mời vào, mời vào, mời vào, mời vào. Trên đường Nguyễn Trãi bán rất nhiều đồ thời trang. Ở đây có những hàng cây dầu cao to. My Kingdom, Vương quốc đồ chơi trẻ em. Quẹo vào hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Ở đây là hẻm rất dốc, do đó tôi phải hãm xe lại cho nó xuống từ từ. Quẹo phải, đi một khúc nữa thì tôi sẽ về đến nhà. Về đến nhà. Đây, đây là nhà của tôi. Bây giờ là mở cửa vô nhà. Chấm hết. Chào. Sau khi đảo quanh một vòng, ăn cháo, đi dạo phố, thì bây giờ tôi về đến nhà. Về đến nhà thì tháo đồ ra cho nó thoải mái. Trời rất là oi bức. Đạp xe vòng vòng, mình mẩy ít chịt mồ hôi. Về đây thì cởi đồ ra, rất là oi bức, rất là nóng. Lấy cái nếp ra, lấy cái khẩu trang ra, lấy cái mask ra. Lấy cái power ra, xài hết 20.000. Lấy cái điện thoại dự phòng ra. Cởi dài, cái dài này cũng muốn hư rồi, hả họng rồi. Đi giữa đường mới biết là nó hả họng. Nhưng mà đây là đôi giày cũ, bỏ luôn. Và tôi có đôi giày giống vậy, nhưng mà là giày mới. Nhờ có cái quạt thổi, do đó mát mẻ. Bây giờ là nằm xem lại những cái đoạn hình mà tôi đã ghi và rồi cho ghép lại để có những câu chuyện. Mỗi câu chuyện thì không quá 30 phút. Là người thích kể chuyện, do đó cuộc sống của tôi lúc nào cũng bận rộn, cũng bận rộn tích cực, tức là bận rộn một cách
chủ động. Khi trong đầu có ý tưởng thì tôi mang ra thực hiện. Muốn đi dạo phố thì lấy xe đạp vòng vòng. Muốn ghé vào ăn cháo huyết thì cứ tấp vào ăn. Trên đường gặp sự kiện gì thì cứ dùng điện thoại ghi lại. Vừa ghi vừa giải thích để làm ra một cái bài mô tả cái hiện thực cuộc sống của mình. Ngày xưa muốn làm chuyện này đâu có dễ. Ngày xưa chúng ta mô tả bằng con chữ. Do đó trong tay thì phải có viết. Đây, phải có giấy, phải có viết. Làm sao mà chúng ta có thể dùng con chữ để thể hiện được cái thế giới sinh động xuất hiện chung quanh mình? Không thể làm được chuyện này với cái phương tiện mô tả nghèo nàn, đúng không? Còn ngày nay chỉ cần cái điện thoại và kỹ thuật ghi hình, ghép hình, cắt hình là chúng ta đã có thể sắp xếp các cái chuỗi ghi lượm lặt ở trên đường lại thành một câu chuyện. Công việc rất là nhanh, không tốn sức, nhẹ nhàng mà cho chúng ta một cái sản phẩm trực quan rất sinh động. Từ khi quen kể chuyện thì cuộc sống của tôi ít buồn tẻ, ít quạnh quẻ, bởi vì mỗi lần cảm thấy là rảnh rỗi thì tôi lại lục lạo tìm ý tưởng ở trong đầu, và rồi cầm cái điện thoại lên là tôi đã có thể bắt đầu cho những câu chuyện kể. Người ta nói là kể chuyện ở dạng nhật ký, tức là kể chuyện cho bản thân mình, kể chuyện cho mình kể chuyện cho mình. Nhưng cái thời đại có thể phát hành rộng thì chúng ta mời bạn bè xem chung cho vui, nhưng câu chuyện rất có ích cho bản thân của người kể, bởi vì nó cho chúng ta cái sự vận động trí năng, thể năng, kỹ năng. Đó là những cái công năng của thời đại mới. Nhờ cái chuyện tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn, tưng bừng hơn. Chào. Chạm tay vào nút đỏ là tắt.